Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chuyện đam mê câu cá. Hiện tại bên răng trường vi sinh còn một vài mẫu cần ba khúc. Đấy, mẫu vừa tiền, gọi cần có cũng được. Cũng đang trong thời gian chờ hàng. Chắc khoảng độ 1-2 hôm nữa thì răng trường sẽ về được một ít cần. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhé. Đấy, số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhé. Hoặc em để một số trên phần tiêu đề video ấy. Đấy, bắt đầu cần cái gì thì alo. Đấy, hiện tại thì em còn vài mẫu ba khúc. Đấy, giá nó vừa vừa tiền thôi. Đấy, hơn 5 triệu. Hơn 5 triệu bác nhé. Hơn 5 triệu cho đến hơn 5 triệu cho đến khoảng 8, hơn 8 triệu một tí thôi. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhé. Về cần thì hiện tại em còn một cây Summiter SF405CX. Đấy, 405CX. Cây này giá rất là êm, giá 5 triệu 6 thôi, giá cực mềm luôn. Về hình thức phôi cần thì còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cây này thì là một chút sai lầm của người sử dụng. Đấy, em đã khắc phục cho các bác rồi. Đấy, em đã khắc phục cho các bác để các khớp này nó im, nó không bị lắc. Đấy, nói chung là do người sử dụng thôi. Đấy, một chút tò mò. Đấy, một chút không am hiểu về cần nên nghịch hơi hơi thiếu hiểu biết một chút nên nó hơi phí một cây cần. Cái này thì đây bác nhìn phôi nó còn đẹp này mà. Cần gần như chưa có vết xước, đẹp long lanh. Lúc đầu thì cần này lấy chỗ em là đạt 98-99%, gần như mới cứng. Do người dụng nói chung là tò mò nghịch một tí nên thành ra bây giờ em phải sửa lại như này đây. Em sửa lại đây, em bán giúp nhé. Em sửa lại bán giúp nên giá nó rất là mềm. Giá 5 triệu 6 nhé, giá 5 triệu 6. Mà phôi cần còn ngon lắm, em nói thẳng các bác ngon luôn vì nó còn gần như mới mà. Đấy, bác nào có nhu cầu cây này alo cho em nhé. Đấy. Đấy. Chủ yếu nó bị phần cắm giữa các khớp này, em đã phải xử lý cho nó cho nó im nó chắc. Đấy, nó im nó chắc. Còn các bác nào muốn biết nguyên nhân tại sao thì alo cho em. Còn về phôi cần thì không phải nghĩ, phôi nó còn mới cứng mà. Còn bên này em có cây Daiwa Long Bem 30425. Xoắn tít lừ, vẩy rồng, vẩy rắn này. Daiwa Long Bem 30425. Daiwa. Cần còn rất là đẹp. Đấy, xoắn tít lừ. À, alo khoen rất là to. Đối với các bác thích khoen to mà giá vừa tiền. Giá là 5 triệu 3 các bác nhé. Giá là 5 triệu 300 ngàn. 5 triệu 300 ngàn đối với cây Daiwa Long Bem. Pha giữa màu đen và màu đây màu vàng đồng. Hay màu lâu đồng cũng được. Chẳng phải là màu xám đâu. Đấy. Đấy. 5 triệu 3 các bác nhé. Bản này thì khoen gập nhé, hai khoen gập và hai khoen ba chân và một alo. Còn cái bản Summiter đầu tiên này là bản 7 khoen anh em nhé, bản 7 khoen K nhé. Còn bên này em có một mẫu vẫn tiếp tục của Shimano, đó là mẫu Summiter EVSF405CX. Màu xanh cánh trả hay xanh nước biển, sản xuất tại Malaysia nhé. Bản này cũng 6 khoen, à quên 7 khoen, quên. Bản này cũng 7 khoen nhưng mà chỉ có một khoen to nhất là khoen K thôi. Còn lại là khoen 3 chân, 5 khoen 3 chân và một alo. Bản này có giá là 6 triệu 500 ngàn nhé, 6 triệu 500 ngàn. Có sức dăm. Đấy, có sức dăm này.
Đấy, có sức dăm theo thời gian nhé, vì đây là hàng sử dụng nhé, hàng đã qua sử dụng nên không thể nào đòi hỏi nó phải mới cứng được. Nó cũng có cây long lanh nhưng mà đa phần là người ta qua sử dụng sẽ có xước, xước nhiều hay xước ít thôi. Giá 6 triệu rưỡi nhé. Đấy, giá 6 triệu rưỡi màu xanh cánh giả, giá 6.500.000. Còn tiếp đến, anh em nào mà yêu thích các mẫu hàng cao mà giá vừa tiền mà lại thích độ cứng thì con này không phải nghĩ. Con này là con Spin Power SC 405BX nhá. Giá 8.600.000. Đấy. Con này là con Spin Power SC 405BX khoen titanium, khoen ca titanium này. Đấy, con này thì được người ta nắp cho mỗi cái pad Fuji thôi. Đấy. Đấy, giá 8.600.000, giá rất là êm đối với mẫu cần cao. Đấy. Mà phôi vẫn còn ok, phôi vẫn chưa hao hụt, chưa lứt tiếc đi gì cả. Đấy. Spin Power SC nhá, 8.600.000 các bác nhá. 8.600.000, độ cứng BX, bác nào tay to thì liên hệ nhá. Dòng này thì đánh đập không phải nghĩ rồi. Đấy. Tam củ đem đi đánh đập thì không phải lăn tăn rồi. Giá nó rất là rẻ, vừa túi tiền. Còn cuối cùng này, em có mẫu Pry Cutter 33425 nhé. Đấy, Pry Cutter 33425. Đấy. Mẫu này thì là mẫu mới nguyên hộp, giá 6.750.000 nhé. Đấy, 6.750.000. Đây, thông số đây 4m25, thu lại 149cm một nóng 3 đốt, trọng lượng là 475g, đường kính ngộ là 3mm, gốc là 22mm, hàm lượng carbon 99%, 1% thành phần khác. Con này màu bạc, bên trong hộp cũng có một túi đựng cần màu đen này và một giấy hướng dẫn chi tiết cụ thể của cần. Đấy. Đấy. Hàng mới nguyên hộp, em trả vào gần bóc các bác nhé. Dòng này dòng khuyên ca nhé, khuyên ca 7 khuyên. Mẫu này các bác biết nhiều rồi, Pry Cutter này 33425, hàng nguyên hộp đấy các bác nhé. Thì trong mấy con cần này thì con có mỗi con Submitter EV này là còn túi thôi, còn mấy cây này không có túi. Mấy cây này không có túi nhưng sẽ được tặng kèm một cái túi đi kèm theo nhé. Này, nó sẽ có túi kèm theo đây, một cây này có túi này, cây này thì không có túi nữa. Cái này 5.3 không có túi này. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé, số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhé, hoặc em để một số trên tiêu đề video ấy. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Đây là hàng của em Thuận ở Hoa Lư, Ninh Bình. Tiếp theo là hàng của bạn Dương ở Hoài Đức, thành phố Hà Nội.